Có những ngôi nhà cao cửa rộng, lạnh lẽo mà vô hồn. Có những ngôi nhà mái ấm đơn sơ mà nồng nàn đượm khói. Trích trong câu nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản như hình ảnh của ông bà cụ này đây. Đây, hỏi luôn, chuông chuông. Ngoài tuổi 80 sống trong căn nhà gách, thì đối với ông hai, hạnh phúc là khi còn có bà hai để chăm sóc, để chăm lo từng bữa cơm và có người bầu bạn để chia sẻ những ngày tháng cuối đời. Vậy là hạnh phúc rồi. Còn đối với bà hai, hạnh phúc là khi có người chồng hết mực chăm lo, yêu thương chiều chuộng tuổi xế chiều. Dù nghèo, thiếu thốn về vật chất nhưng lại đong đầy tình cảm. Không cần quá nhiều tiền, chỉ cần có người chồng, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mình đã rất kính phục tình cảm của ông bà cụ khi chia sẻ đoạn clip này. Rất mong nó sẽ mang một thông điệp yêu thương để mọi người có thể gần nhau hơn giữa thời buổi công nghiệp 4.0 vội vã mà xô bồ như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Trưa ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Hộp đang có mặt tại nhà của ông Hai cùng với bà Hai. Và một hình ảnh mà khá là dễ thương đó là Bùi Hồ bắt gặp được hình ảnh ông Hai đang đút cháo cho bà Hai ăn. Và để chia sẻ hình ảnh này mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong để trước khi công bố cái số tiền để sửa nhà cho ông Hai và bà Hai ha. Thầy cô bác quý anh chị. Dễ thương lắm. Tình già có nhau mà. Chào ông Hai. Đút cháo cho bà Hai hả? Ông nói giả vậy? Thật mà bà giả dạ. Không ăn nữa ông ơi. Ba bốn muỗng nữa ai ăn chua ăn cơm. Dạ, con chào ông Hai ha. Sáng nay ông Hai đút cháo cho bà Hai ăn cơm ăn trưa hả? Ăn sáng hay ăn trưa? Ông Hai ngồi đây đi. Lấy cái ghế khác đi ông Hai. Dạ. Ăn sáng dạ. Dạ. Ăn sáng hả bà Hai? À. Ngon không? Ngon. Tình cảm ông Hai dành cho bà Hai mà sao không ngon được? Ăn cháo gì á? Không biết. Dạ. Nãy giờ con kiếm ông Hai, tưởng ông Hai đi đâu rồi. Dạ, kiếm nhà ông. Dạ. Ông Hai ngồi đi ông Hai. Ngày nào là ông Hai cũng phải đút cho bà Hai vậy hay sao? Ờ. Hôm nay là ông Hai ăn tương hả? Ăn tương, ai nữa? Dạ. Nay ăn bốn. Còn bà Hai ăn mặn? Mặn bà đâu có ăn tương được. Sao vậy? Bà mù rồi, bà ăn số đậu không à? Dạ, đây là cái phần của ông Hai vào trưa hôm nay nè cô bác quý anh chị. Đây là tàu hũ với lại giá. Ông Hai giá với tàu hũ xào chung hay sao? Riêng. Cái này là một ngày ăn của ông á hả? Dạ. Là hết nhiêu tiền? 8.000 bạc ha. 8.000. Ăn ngày hay là ăn buổi? Ngày. Ngày. Còn bà Hai là ăn buổi sáng nay là hết bao nhiêu tiền? Ăn mua nửa ký thì bà ăn 2 ngày, 3 ngày á. Ừ, sáng nay là ông Hai cho bà Hai ăn cháo bò hay là cháo thịt heo? Cháo thịt bằm rồi thịt heo kho. Dạ, rồi ông Hai tự chế biến luôn?
Dễ miếng cho ba ăn. Con đang thấy một cái hình ảnh rất là xúc động, đó là ông Hai đút cháo cho bà Hai ăn. Vậy thì cái việc này ông Hai đã làm bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, thường bà mù tới giờ biết mấy năm rồi. Cứ ép bà Hai ăn suốt. Và con nghe nói một cái câu này, bà ăn đi còn mấy muỗng nữa gán. Vậy thì cứ mỗi lần ăn là cứ ép bà Hai ăn vậy hay sao? Bà ăn có khi hết, có khi phải còn vài muỗng bà không thấy, bà nói no rồi. Dạ. Rồi tôi nói dán còn ít muỗng nữa ăn đi chứ bỏ hay sao? Dạ. Cậu chết. À. Thấy bà Hai ăn ngon thì ông Hai có vui không? Vui chứ, bà ăn được mình cũng mừng. Dạ. Mạnh giỏi cũng mừng coi vậy chứ. Mình con ơi. Có bao giờ là bà Hai đòi ăn thịt bò đồ mà ông Hai phải đi vay mượn tiền người khác để mua cho bà Hai ăn không? Đâu có. Bà ăn thịt heo mà bò bà ít ăn. Mười mấy năm qua rồi, từ ngày bà Hai mà không còn thấy đường nữa thì ông Hai lại vừa mưu sinh mà vừa làm để mà làm người vợ, vừa làm chồng làm vợ để chăm sóc cho bà Hai. Thì đối với ông Hai nó có sáu tụi bà gặp nhau rồi ở về đây các cái nhà hồi 2006, rồi tới đâu 3-4 năm bà mới mang chứng bệnh mù tới giờ. Có bao giờ khi mà nuôi vợ mình như vậy, mọi việc trong ngoài mình phải đều lo toan hết, thì ông Hai có bao giờ nản không? Không, rồi tại vợ mình hoàn cảnh rồi ở phải lo rồi chứ. Chứ giờ biết sao, tại tai nạn rồi, rồi đâu có bỏ. Bà còn ở mình nuôi. Bà không còn ở mình, bà con bà bắt về thì thôi. Nhưng mà ông Hai là cứ sáng nấu cơm rồi đút bà Hai ăn, chiều nấu cơm đút bà Hai ăn. Dạ. Cứ công việc đó cứ thực hiện hoài suốt vậy. Ăn cơm có khi bà ăn như vậy chứ chút xíu bà ăn cơm nữa rồi. Tại vì con nghĩ là có một cái tình yêu thương lớn lắm thì mình mới chăm sóc được cho vợ mình giống như vậy. Vậy chứ giờ bà còn sống thì cho bà ăn, bà chết thôi chứ. Đâu có bà còn mạnh giỏi còn ăn mà. Chưa có khi cũng mua đồ cho bà ăn nữa. Bánh trái bà ăn, chơi đâu có bỏ. Dạ. Tối thì khi mà bà Hai sống cuộc sống trong tâm tối vậy thì có bao giờ bà Hai tâm sự với ông Hai rằng bà Hai buồn một điều gì đó vì không hỗ trợ được ông Hai không? Đâu có nói gì đâu. Vợ chồng thì vô mùng nằm ngủ bà. Mặt đái thì kêu đái, bỏ đói thì nói giờ tôi đói quá. Thì đói thì tôi thức dậy tôi hoa cháo thịt bằm bà ăn. Từ ngày gặp bà Hai đến giờ thì ông Hai với bà Hai có bao giờ lớn tiếng với nhau không? Không. Có gì đâu mà gây lộn. Không có con ơi. Sao con nghe bà ông Hai mà tâm sự thì bà Hai muốn gươm gươm nước mắt kìa. Sao bà Hai muốn khóc á? Buồn dữ lắm. Sao buồn bà Hai? Mình nuôi buồn quan trọng con thật thổi đó. Đối với những người khác á, thì trong cái cảnh già là cảnh của tuổi mà gọi là gần đất xa trời á. Và cái tuổi người ta cần sự an nghỉ thì tôi nghĩ ngay à. Vợ con mù cho ăn uống á. Tôi ăn cái gì, ăn lễ cái lạc, cái ngon bà ăn. Chứ không phải bà mù không thấy rồi mình đút xương nước bà ăn, mình ăn sung sướng đâu, là mình không có lương tâm. Dạ. Con người mình phải có lương tâm. Dạ. Xã hội người ta còn thương người mù tật nguyền mình, chồng con tại sao mình ăn uống cho sung sướng rồi còn vợ con mình bỏ ăn gì được ăn, là mình không có lương tâm. Bà Hai là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ông Hai? Bà 78 tuổi. Là nhỏ hơn ông Hai 6 tuổi.
Với một cái cảnh con chưa nói hết cái câu hỏi lúc nãy, với một cái cảnh đời tuổi già như thế này nè, không có con cái bên để mà phụ họ để cùng nhau nuôi dưỡng, hoặc là không còn phải cái cảnh là mưu sinh trầm mình ở dưới sông, mà lại hai người ở cái tuổi già với cuộc sống chấp giá với nhau, thì ông hai với bà hai thấy mình có buồn không? Đâu có buồn gì, con nó lớn có chồng có vợ rồi, mình mừng gì được mừng, chứ không có ăn thua rồi đó. Ăn thua trời Phật nuôi mình thôi, độ mình mạnh giỏi thôi, chứ đâu nghĩ là gì đâu. Thật ra thì con cảm thấy rất là cảm phục ông hai vì cái hình ảnh con mới vừa bắt được, đó là ông hai đút từng muỗng cháo cho bà hai. Và nói một cái câu mà làm mọi người đều phải nghẹn lòng, đó là bà ăn đi, ăn còn một hai muỗng nữa là hết rồi, cố gắng ăn vô, tôi ăn tương, tôi không có ăn, bà phải ăn thôi. Dạ. Phải có một cái tình yêu rất lớn dành cho vợ của mình thì mình mới có thể thực hiện được như vậy. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ và anh Hợp có mặt tại đây không phải là quay hình ảnh chia sẻ về cái câu chuyện về ông hai đút cơm bằng hai, nhưng mà đây là một clip tình cờ nha cô bác anh chị, cũng không có dựng cảnh gì lên nha, tại vì tuổi già thì mình không có bao giờ dàn dựng được những cái câu chuyện đó, mà những cái hình ảnh mà mình bắt được á, mình sẽ, đó là một trong những cái khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn video clip ngày hôm nay, và nó cho mọi người thấy được rằng khi mà người ta đủ độ yêu thương á, người ta đủ tình yêu thương dành cho cái người thương của mình thì việc gì họ có thể làm. Khi đủ sức khỏe, mặc dù sống trong cái cảnh nghèo thiếu trước hụt sau, nhà thì vách tôn tạm bờ, nhưng đối với ông hai chỉ cần có người vợ của mình bên cạnh là được rồi. Và đáp lại cái tấm chân tình của ông hai dành cho bà hai đó, thì sau một thời gian ngắn đăng đoạn clip chia sẻ về cái câu chuyện của ông bà cụ sống trong một cái chòi gách như thế này, được tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ đồng hành để cho giúp cho ông bà hai vượt qua những cái lúc khó khăn nhất, đó là giúp cho ông bà cụ, thay vì thì giúp cho ông bà, giúp cho ông có một cái chiếc xuồng để ông đi lại thuận tiện hơn trên cái con kênh gạch này, thì nhận thấy được tình cảm của ông dành cho bà, cũng như là sự chất phát của ông và bà thì sửa lại toàn bộ ngôi nhà cho ông ở cái tuổi già và với cái số tiền vừa đủ nha cô bác anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ có đi cùng với lại anh Hợp, mà lúc nãy anh Hợp anh cầm máy cho Bùi Hồ giới thiệu. Anh Hợp qua đây ngồi luôn đi anh Hợp ơi, sẵn đây mình nói nha, anh ngồi đi coi em ở ngoài này. Dạ, anh Hợp chia sẻ tí xíu nãy, khi nãy vừa rồi á, mà anh bắt gặp được cái hình ảnh mà ông hai đút cháo cho bà hai, mà hai người ở trong cái căn nhà nó nóng như thế này nè, tạm bợ như thế này, thì cái cảm xúc anh như thế nào nè? Ông nói chung ra thấy cảm xúc quá trời, ông hai với bà hai cái tuổi già mà yêu thương nhau, đùm bọc nhau quá quý. Nói chung bà hai bữa ăn không hết, ông cũng phải nói cho ba gắng ăn cho hết, còn hơn mà tình mà cha nấu cho con luôn, nói thiệt vợ chồng mà quý quá quý. Tình già còn hơn là tình trẻ, hơn là hai người mới yêu thương nhau mà cái cảnh mà vợ đi sanh mà chồng đút, đúng không? Phải nói là vậy, nó rút cho mình thêm nhiều cái kinh nghiệm hơn anh Hậu ha. Thấy mình tình cờ thôi, mình tình cờ mình kiếm ông hai thôi, mà ông mà gặp mình thì mình phục mình ấy. Nói những cái câu mà mình nghe ở ngoài mà mình cầm cái máy mà mình còn cũng cảm thấy mũi lòng. Anh Hậu ơi, bây giờ thì ngày hôm nay qua đây để được anh em mình được may mắn chứng kiến được cái cảnh này, chia sẻ lên, anh có thể chia sẻ về cái những cái hạng mục mà mình sẽ sửa lại ngôi nhà cho ông hai nó kiên cố giùm em để cho rõ hơn. Thì bây giờ nhà ông hai thì dắt bọng và nó cũng xuống cấp, nó sức bọng hết rồi. Trước mắt thì mình cuốn cái này lên là ba tắc, mình lót gạch bông, mình đổ bê tông lót gạch bông, rồi hai nữa là bên tiền cháy là dắt này dừng lỡ hết, tôn mới hết là xài gỗ sắt ba vuông hết. Dạ, dắp vòng mới hết, mình giữ lại cái hàng cột thôi, giữ lại hàng cột với cái máy trên thôi, với máy trên thôi. Còn như dắp là bỏ hết, coi như phần dắp nè, phần cửa sổ này làm lại nè. Ông hai thì sợ mắc đồ ở bên cái vách bên kia đó, hỏi dừng lại là hết luôn. Dạ, móc cửa sổ thôi, còn chút này làm cái mặt khải làm lại cái cửa ở. Dạ, sau cái cửa đó ông hai, sau ra hở cái cửa, có thể sau này có dư đồ làm trong cái sàn nước hay sao, ông nấu nướng ông đem ra sao ông ấy luôn cho nó tiện. Dạ. Cái phần của anh Vũ hôm trước anh Vũ là trao đổi với anh là bao nhiêu tiền? Hết luôn là 16 triệu. Phần của anh Vũ là làm phần tôn, là phần tôn dần dắp hình chữ U á, với lại cái phần dắp ở cái buồng đúng không anh? Với lại cái phần cửa mặt khải đằng trước.
Vì cũng nhà cũng mục hết rồi. Là 16 triệu làm đi thêm cái cửa. Và cửa sổ thì không làm cửa nhôm đúng không anh Học? Đúng. Mình chỉ làm khoét, làm một cái song sắt rồi mình chổi cái cửa lên thôi. Chổi ra rồi nào cho lấy gió lên. Ánh sáng rồi mình đóng lại. Ừ. Tại vì mình tính làm sao mà tại vì tuổi ông Hai với bà Hai cũng rất lớn rồi. Ừ. Nhà ở khoảng 20 năm nữa là cũng quý lắm rồi anh Học. Nếu như mình sửa lại gì thì mình sử dụng được khoảng bao lâu anh Học ha? Không, nếu mà cái dàn như này thì ở vài chục năm bình thường có dàn mái trên ở chắc được 5 10 năm nó cũng được, 5 7 năm nó được. À. Mái trên cũng còn tốt. À, vậy thì cái phần cuốn nền của anh là bao nhiêu tiền? Cuốn nền với lại 30, mình đổ đà, có đổ đà xung quanh không? Có đổ đà kẹp xung quanh, đổ bê tông luôn, chỗ lỗ gạch. Dạ, gạch là gạch 40. 40. Dạ, ừ. Cuốn nền của anh là hôm trước anh có trao đổi với em là khoảng 19 triệu. 19 cuốn nền không á. Ừ, để anh Hợp sẽ hỗ trợ luôn cái phần đi điện nước đúng không anh Hợp? Điện nước. Điện nước là anh đi toàn bộ hệ thống dây điện lại. À. À, với lại đi một số đường ống nước cho ông Hai, tại vì ông Hai ở đằng trước này nè, ông sách vô không ông Hai ông phải sách vô hệ đóng ống nước đi nó không được thuận tiện cho lắm. À. Thì anh hỗ trợ phần điện nước luôn. Ống nước đây là dạ là nước 1,5 triệu nữa anh Hợp ha. Nước điện à. Là của phần của anh là 20,5 triệu. À. Là cái phần đó là mình chưa làm cái phần nhà tắm đúng không anh? À, nhà tắm chưa. Dạ nhà tắm nếu mà... như phát sinh nhà tắm nó khoảng nhà tắm tiền. Nếu mà ấy là cỡ 2 triệu gạch luôn dán lên chính tắc lót lại chứ chắc khoảng 2,3 triệu. Thôi, khoảng 2,3 triệu. Ừ. Không ai sợ tốn. Dạ. Không ai để coi có dòng họ nào thương cho sạch sẽ cho ông không gì, tại vì chưa có dán gạch kìa. Dạ rồi cái phần nhà này nè thì anh ước lượng cái chiều cao từ lên đến cái phần nóc ở trên là bao nhiêu anh Hợp? Chiều cao nóc này chắc cỡ 2m mấy Hậu á. Chắc cỡ 2m6 là dữ lắm rồi. Tại cái nhà này một mái nhà tình nghĩa người ta cho nó cũng thấp chứ không cao. Dạ. Thì mình có cần đóng cái phần la phong để giảm nhiệt không? Ông dùng tốt nhất thì có tiền khả năng mà đóng la phong cho bà Hai. Tại vì bà nằm đây suốt nè. Ừ. Nói chung cái nhà nó thấp, nó hầm dữ lắm. Ừ. Mắt hai cái quạt gió tối ngày mình thấy là mình lại mình biết thôi. Dạ. Đó. Dạ. Nói chung là bà nằm đây bà đâu đi, đi đâu được đâu. Tội nghiệp má. Nữa xây quạt gió này ra đây lấy gió ngoài vô má. Dạ. Còn gió trong này nó nóng hổi. Dạ. Nhà này mình có làm hệ thống cái chống giật giống như những cái nhà trước không? Gắn cái CB chống giật luôn. Tại vì ton nó dừng lại mình tại là Sài Gòn sắt không à. Dạ. Anh nói của anh Vũ là 16 triệu. À. Là làm phần mặt dựng đằng trước rồi cửa lùa qua giống như nhọt nhất. Rồi làm cửa buồng lại luôn. Cửa buồng lại luôn. Làm ở sau gắn cái cửa ở sau ra gắn sau cửa thoát ở đằng sau luôn, cửa hậu. À. Đó, rồi là 16 triệu. À. Còn của anh là cuốn nền là 19 triệu. Ừ. Lên 3 tấc. Còn điện của anh là 1,5 triệu nữa ha. Ừ. Là 36,5 triệu. Ừ. 36,5 triệu là chưa phát sinh gồm nếu như mà dán nhà tắm khoảng 2,3 triệu thì đó à, đúng không? À. Rồi la phong là như ta? La phong nếu mà đóng hết này cũng đâu gần khoảng 3 triệu không? Còn đóng phòng khách ở đây khoảng 2 triệu ngoài. Dạ. Tại từ đây ra đây từ cái nhà này tới 27m. 27m2. À. Thì anh cũng nghĩ là nên làm cái phần la phong cho nó cách nhiệt cái nhà. Cách nhiệt 1-2 mát trong 2-3-2. Với hai nữa nó mới luôn. Mình dầm nó mới mẻ luôn. Ừ. Nó sáng sủa luôn. Tại cái nhà này mà nếu như mình thay dàn cột thì nó tốn chi phí lắm đúng không anh? Ừ, nó đổ ra tùm lum. À. À, mình có thể là bao giờ mình có thể khởi công được? Có thể được cách lối cỡ 29 âm lịch mình làm được không? 29 âm lịch. Bữa nay là mấy rồi? Nay khoảng 24 rồi nè. Là 5 ngày nữa. Ừ. Là mình làm thời gian khoảng bao lâu ta? Tranh thủ làm gấp 3 ngày, 4 ngày cho xong. Là xong hết hoàn thiện vô ở sao? Vô ở là khoảng 4 ngày. Ờ vậy ông Hai chịu sửa nhà không? Sửa chứ sao giờ? Ông Hai là chịu ở kế nhà người ta hay là dựng cái tấm bạc đem cái giường ra ngoài kia ngủ? Đây ăn coi đồ. Sợ mất đồ. Nhưng mà ông Hai con khuyên như thế này nè. Tấm lòng của bà con cô bác anh chị cho ông Hai là một điều gì đó rất là quý về những cái đồ mặc. Nhưng mà ở cái tuổi già mình không có đi đám nhiều, mặc đồ mình cũng ít, đồ nào mình không sử dụng á thì mình nên tiêu hủy đi đúng không anh Hợp? Để mà cho ngôi nhà mình nó gọn lại, gọn tại vì xe. Mình để lâu ngày nó sẽ ẩm mốc, những cái đồ đó nó lên nó bốc mùi. Con khuyên ông Hai vậy, mình khỏi chừng anh Hợp nói sao? Nhưng Hai cái nào cần thiết mình xài, để xài, không cần thiết bỏ đi luôn, ông đừng có tiếc. Dạ. Tuổi già thì dạ. Khó thay đổi cái dạ. Cái ấy lắm. Nên là nữ cứ sợ là cứ đem vô suốt, sợ là cứ đem vô suốt. Và chắc có lẽ là thời gian tới, nhà ông Hai có bếp ga không Hai? Có. Bếp ga mini hả? Ờ, có bếp ga bự kìa. Dạ. Rồi thôi vậy đi ha anh Hợp. Em cảm ơn anh rất là nhiều để em tâm sự anh Hai với bà, ông Hai với bà Hai tí xíu nữa. Đấy.
Rồi nghe bà Hai, nghe em tin mình sửa được ngôi nhà mừng không? Mừng dữ lắm. Mừng sao? Mừng dữ lắm. Mừng sao nói con nghe quá. Không biết sao đền ơn được. Còn ông Hai? Rồi tôi cái này chắc là Mạnh Thường Quân với Hảo Tâm cho thì tôi cũng mừng lắm. Vậy là mừng dữ lắm đúng không ông Hai? Mừng dữ lắm mà. Dạ. Vài ngày nữa thì chắc nay mai thì Bùi Hồ sẽ thông báo với lại anh trưởng ấp ở đây để mà có thể làm lại ngôi nhà mới cho ông Hai, tại vì mình phải thông qua chính quyền một tí xíu nữa cô bác anh chị. Và ông Hai ơi, mình sẽ tạm thời mình nương náu ở ngoài một cái tấm bạc một thời gian để mình cho bà Hai ngủ ở trên một cái giường che tấm bạc lại, rồi khoảng 5 ngày thì mình sẽ có ngôi nhà mới. Mặc dù là nó hơi buồn so với cái tuổi của ông, nhưng mà đây là một cái phần an ủi rất lớn vì thời gian qua mọi người nhận thấy được rằng cái tình cảm của ông dành cho bà Hai quá tuyệt vời. Mà phải nói là con và anh Hợp và mọi người đều nói là ông Hai có sức khỏe quá tốt. Không biết là tuổi anh em của tụi con như thế này có còn được cái sức khỏe giống như ông Hai không? Bà ngủ nằm cái tôi thức tôi ngồi làm phim. Canh ăn trộm. Dạ. Mai mốt là vợ. Mai mốt mà ông không sửa lại là dở luôn ngôi nhà còn có mình ông với bà Hai á. Ông Hai, cái cảm xúc của ông bây giờ như thế nào rồi? Thấy cũng không có gì quá. Mà vui không? Tôi nghe cho sửa lại thì kính đáo rồi, tôi ở cũng mừng lắm, cảm ơn. Khỏi khả năng trộm nữa. Tôi mà biết chừng nào mà các cuốn này làm. Dạ. Con hiểu ông Hai nói mà. Mà con trao đổi với ông Hai nè, mấy ngày nay vợ giớn trúng không? Cũng có, nó ít đủ cá ăn à. Sáng nay ông Hai vợ lúc mấy giờ? Sáng này không có vợ đổ. Chiều nay mấy giờ đổ nữa? Chiều trưa đổ. Nhưng mà làm gì làm, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Có cái nhà thì con sẽ tiếp tục lo trong cái chiếc xuồng cũ thôi. Rồi giờ đi đổ rồi. Dạ. Thôi như thế này, ngày hôm nay con và anh Hợp đến đây để thông báo cái ngày làm cho ông Hai là ngày 29 tháng 2 đúng không? 29 tháng 2 sẽ tiến hành dỡ nhà cho ông Hai và dọn dẹp cho ông Hai, là một cái liều trại cho anh Hợp ơi. Anh có mua giùm em một cái tấm bạc á. Rồi nữa em gửi tiền đó cho ha. Dặn che lại cho ông Hai với bà Hai, gần ở ngoài sau cũng được nữa ha. Ở tấm bạc hay ở kế nhà người ta? Ở tấm bạc ha. Cho nó tiện giờ mình sao. Dạ. Dạ rồi mấy anh thợ hỗ trợ cho ông Hai dỡ nhà ra luôn. Rồi con sẽ trích tiền của Mạnh Thường Quân mua tấm bạc để nhờ mấy anh căng ra để cho có chỗ ở ha. Rồi chúc mừng ông Hai với bà Hai ha. Cảm ơn nhiều. Dạ thôi thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý Mạnh Thường Quân quý nhà hào tâm rất là nhiều ha. Còn danh sách quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì Bùi Hồ sẽ công bố sau khi mà hoàn thành được cái ngôi nhà mơ ước của ông Hai và bà Hai. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye ông Hai. Con về bà Hai. Dạ.